Hello mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục có chuyến đi rừng. Khu này chả là chuyến rất nhiều các bác đây. Hồi đêm hôm lúc phía phía nó trời mưa. Mưa một trận rất là lớn. Chả là chuyến mưa chả là chuyến nó mới ngọt các bác. Nắng thiếu nước chuyến nó lạc. Nó sốt. Cô chả là quá là nhiều luôn. Cực cỡ luôn. Khu này nó heo lánh, không ai động chạm các bác. Nên còn đây có một cây hạ châu lá hạt gạo này, cực kỳ trúc luôn các bác. Khu này hạ châu người ta đốt hết rồi, không biết người ta đốt làm gì, không có làm nương làm rõ gì mà người ta đốt hết các bác. Cái góc không ra hùng về dưới vậy. Lá cực kỳ đẹp, đốt đạp bầm dập tan nát hết lá rồi các bác, cho nó quá chung luôn, quá đẹp. Nhìn lá nó là phê luôn, lá nó trúc ghê lắm, không tưởng tượng nó luôn. Đấy đây, huyền ghi chậu lá nó có trái tim mà thơm. Góc the cho nó để cho nó tiếp tục sinh sôi đi nữa. Rồi phát hiện một cây nữa đây, con này ra nụ kính coi. Con này lá cũng đẹp đây, ra hùng ra dưới vậy đây. Con này là một cục ba thân cũng xấu xấu mà lá đẹp rồi các bác, lá đẹp coi xấu lá đẹp, coi đẹp lá xấu. Ủa quê chế lại xong xuôi hết. Mới sáng lên là phát hiện được một em hải châu đây, lá nhỏ một cục một nút đây, mà là người ta phát, người ta phát làm gì, đâu có trồng trọt gì đâu, phát người ta làm cúi hay sao, phát bó. Đó, người ta phát cái đầu hết đây, nguyên một cụm rừng nha, một cục một nút luôn nè. Quanh nó phải tầm khoảng 55-60 các bác, cục to lắm. Cục ốc nút mà nó lùng lắm, tầm khoảng 20 phát mấy cái đầu hết nè, nứt lên một bụi trà bé luôn. Lá này rướng nụ ra luôn nè, lá nhỏ nha, nụ ra trên trên mấy cành chút chút luôn, một bự một cục ốc nút á. Tập phát mấy góc này còn lâu nên mà phát đời lá nó này, lá nó cũng nhỏ, dòng lá nhỏ. Siêu bự. Đây, mạch đây nó nứt lên nhiều thân lắm, nó có lũa nữa, quá bự luôn. Rồi giờ em sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật nha. Đã chờ cái mini để bàn siêu lùng lực y bài luôn các bác, lùng quá lùng luôn. Trời quá mưa, đất nó ướt các bác, đất ướt là dễ dễ đeo. Mấy bữa trước là đeo là phòng tay luôn, không có bao tay là chịu không nấu. Đất cứng cực kỳ, mùa mưa thì môi môi nó phí mùa đây. Ê xương, nó dưỡng đâu. Đá, phần là đá, phần ba coi tạp nó nằm trong bên. Coi đây được, không có coi tạp, đào phí này. Trời, nắng, cháy dè, cháy dè. Kinh khủng, đi rừng liên tục không có thời gian đi làm cái sờ ven lại rồi bác, nó dứa sánh không đất. Hãy nhờ có độc như cưa được không, có là chết rồi. Mòi mòi vậy chỉ sánh đâu có đi đâu, dứa lắm.
Rửa. Ui. Quá bự luôn các bác ơi. Đưa em nó rèo ra các bác. Con này hoành nó khoảng 60 ạ. Hoành đế. Đế bự lắm một cục. Cái đó là về nhà cắt dọn lại nữa chứ nó như cái rừng các bác. Tiếng mấy cành nhỏ chút đồ bó, dư thừa đồ bó hết. Trên đường quảng chiến đi nó còn dập, còn gãy mấy cành chút nữa nha. Nên không cắt. Đó, để là về nhà cắt. Hai mạch. Để mấy tiếng mấy cành lớn là 2, 4, 6, 10 mấy thân rồi các bác cầm rừng. Đế bự lắm. Rễ rất là nhiều. Có nào đất luôn. Nặng, đất nặng ư ừ. Ê, bự lắm. Một cục một nút. Ai mạch mạch nào làm mạch tiền được nha. Quá đẹp. À đây mọi người, tiếp tục phát hiện được một cụm rừng nhỏ nhỏ mini nữa đây. Lé nó đây. Cụm này cũng bị người ta chặt chém các bác. Chặt chém tan nát hết. Đây, cụm này nem xéo thân gì đó không biết. Ở trên thì không thấy đế đắm mà xuống dưới cái thói không đâu không biết. Chìm ở đâu dưới các bác. Khu này người ta chặt cuối, người ta chặt phá làm gì, chặt tanh bành hết này, chặt đầu hết, mới nứt lên tầm khoảng chắc khoảng 5 những con nữa đâu, chặt phá bành trần hết. Này. Ui bữa đá luôn. Ui bữa đá thì coi không kỹ được. Chết rồi. Thank you.
thành công rực rỡ các bác. Có cái rễ bạch mai nữa, hồng mai nó chung trong này. Cũng này thì cũng được bắn rễ rất là nhiều. Để đám này nó chìm dưới đây không thấy. Để con nó búng vào dây đẹp hết rồi. Để nó chìm dưới đây thôi. Để chìm. Đó. Cắm rừng đấy. 1, 2, 4, 5 thân. Cái đây về cắt lùng xuống nữa nha các bác. Lùng xuống nữa, cho coi mini. Con nó quanh tầm khoảng 40. Rễ rất là nhiều, con nào đắt luôn. Rễ con ở trên này bánh là kinh biết. Đây mọi người, lại là cầm rừng nữa nha. Xuống giờ phát hiện được 3 cầm rừng rồi đấy. Khu này cầm rừng khá là nhiều. Bởi người ta chặt chém nè, đó. Cứ lên một thân người ta chém mà ra hai thân người ta chém ra 3 thân rồi. Hình như người ta tạo cứu rồi, người ta để siêu này, người ta khai thác rồi sao đó. Đấy, thấy chưa? Này là một cốt 3 thân. Đó. 3 thân lúa. 3 thân 4 thân gì đây. Hoành nó tầm khoảng 40 nha. Đây gốc bự bự không à, trẻ bé không à. Đó, thân nó bự lắm, thân nó gấp 4 gấp 5 lần ngón tay cái. Khu này là khu cầm rừng. Rất là nhiều cầm rừng. Đó. Rồi bây giờ em chỉ tiến hành cuộc phẫu thuật nha. Chỗ đây thì cái bờ hố nó đặt máy quay nó cũng khó đây. À, lé nó đây, quỳ lé cho mấy bác xem. Lé nó đây. Lấy niếc nè. Có lấy niếc rồi trời. À, lé nó đây các bác. Lé nhỏ nha. Đó. Giờ mà tìm mấy hàng mà như thế này thì cũng cháy mấy con mấy các bác, không còn nữa. Tìm cũng chua chanh lắm. Mày mây rồi gặp còn sót thôi chứ còn cố tình đi tìm không ra đâu, hết mất rồi. Có con quần bự cầm như thế này, cầm rừng này nó tuyệt chống hết rồi, cũng rất là khó khăn. Tôi cầm ra hồn để dưới không có chuyện đơn giản nha. Nên thơ oxy luôn các bác. Sắm mạch. Sao nó chết rồi. Thành công rực rỡ nha các bác. Đã múa xí em nó thành công rồi. Cái múa thành công rực rỡ. Nó rễ rất là nhiều. Rễ nhỏ nhỏ trái bốn phía gì đây. Ra rễ ngay lên thân luôn nè. Thân này thòng xuống luôn. Một cốt 3 thân.
Đây đang nghiên cứu cách lại rồi bác. Cách cho nó thấp xuống rồi nó bay bay ra đây được. Đấy là khủng 40. Cái nào có nêu đàng hoàng hết nha. Đây, mạch đây. Bốn thân làm thân rồi đây.